Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ. Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau: trao học bổng và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã biên giới huyện Vân Hồ; đại hội đại biểu Hội nông dân các xã Xuân Nha, Tô Múa nhiệm kỳ 2018-2023; tổng kết lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa 1 năm 2018; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ra ban công tác quý 1 năm 2018 tại xã Suối Bàng, cùng một số thông tin khác đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 3, Quỹ Trẻ Em tỉnh Sơn La phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao học bổng và tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Tân Xuân, huyện Vân Hồ. Tham dự buổi tặng quà có đồng chí Trần Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, đồng chí Quảng Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Lương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ. Theo đó, đoàn công tác của tỉnh đã trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng và 20 suất quà gồm sách, bút, đồ dùng học tập trị giá mỗi suất quà là 300.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trường Trung học cơ sở và Tiểu học Tân Xuân. Những phần quà tuy không nhiều nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ trẻ em nghèo vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và các cấp các ngành của tỉnh Sơn La. Qua đó, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội cùng chung tay góp sức vì trẻ em nghèo các xã biên giới của tỉnh Sơn La nói chung và huyện Vân Hồ nói riêng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm đã dành tình cảm và sự sẻ chia đối với các em học sinh xã biên giới Tân Xuân của huyện Vân Hồ. Đồng chí cũng đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập của các em học sinh, đồng thời mong muốn các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ cùng các em viết tiếp ước mơ trên con đường học tập. Ngày 13 tháng 3, Hội Nông dân xã Xuân Nha tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Xuân Nha khóa 5, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Hà Thị Thân, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, 28 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Xuân Nha đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội thường xuyên được củng cố. Đến nay, hội đã có 8 chi hội với tổng số 725 hội viên. Hội đã phối hợp với Hội Nông dân huyện, các cơ quan chuyên môn tổ chức 20 lớp tập huấn về chuyển giao trồng trọt, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, phân bón cho cây trồng. Vận động hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các mô hình sản xuất và đã thành lập được các mô hình điển hình như mô hình sản xuất rau sạch, mô hình hợp tác xã kiên quả, mô hình hợp tác xã dịch vụ và 5 mô hình nuôi bò nhốt chuồng có hệ thống tưới ẩm cho cỏ. Công tác xây dựng quỹ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, tổng quỹ hội là 16 triệu đồng. Tuyên truyền vận động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Năm 2017, số hộ đăng ký kinh doanh giỏi các cấp là 87 hộ. Hiện toàn xã có 47 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 8,5 tỷ đồng cho 252 hộ vay phát triển kinh tế, chú trọng công tác hỗ trợ người nghèo. Trong năm 2017, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các cơ quan ban ngành xây dựng được một mái ấm nông dân tại bản Nà Hiền với tổng trị giá trên 50 triệu đồng, tích cực tham gia hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, huy động sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 668 triệu đồng, làm mới và sửa chữa 6,7 km đường giao thông nông thôn. Phong trào văn hóa văn nghệ thường xuyên được duy trì và phát triển tốt, quốc phòng an ninh được giữ vững, đảm bảo. Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Xuân Nha đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 11 thành viên và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã, Hội Nông dân xã đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Nông dân xã nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Xuân Nha là đơn vị được Hội Nông dân huyện lựa chọn tổ chức đại hội điểm để từ đây rút kinh nghiệm chỉ đạo cho đại hội các xã trên địa bàn trong thời gian tới. Ngày 16 tháng 3,
Hội Nông dân xã Tô Múa đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có đồng chí Hà Thị Thân, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân huyện. Nhiệm kỳ 2012-2018, Hội Nông dân xã Tô Múa đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết và điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Triển khai có hiệu quả các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng hạ tầng kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Cũng trong nhiệm kỳ qua, đã có 128 hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 34 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, 72 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã. Hội cũng đã phối hợp với Hội Nông dân huyện, các tổ chức chính trị xã hội, lập dự án chăn nuôi bò sinh sản theo nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cho 10 hộ hội viên nông dân bản dạo với tổng số vốn là 400 triệu đồng. Duy trì có hiệu quả chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hiện toàn xã có 7 tổ tiết kiệm và vay vốn với 306 hộ vay vốn, tổng dư nợ là 8 tỷ 246 triệu đồng, không có trường hợp nợ quá hạn. Công tác củng cố xây dựng, tổ chức hội tiếp tục được quan tâm với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động. Cũng trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 456 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội Nông dân xã lên 1.054 hội viên, kiện toàn bầu bổ sung 6 đồng chí ủy viên ban chấp hành. Với vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Tô Múa sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa 10 nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 18 đồng chí, bầu 9 đồng chí tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ 2. Đồng chí Lường Văn Thường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Tô Múa khóa 10 nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân khóa 9 nhiệm kỳ 2012-2018. Ngày 16 tháng 3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức lễ tổng kết lớp lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa 1 năm 2018 cho 67 quần chúng ưu tú của 18 chi đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Dự lễ tổng kết có đại diện Ban tổ chức, Ban tuyên giáo huyện ủy. Theo đó, trong thời gian học tập từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 3, các học viên đã được tìm hiểu, nghiên cứu 5 chuyên đề gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp bồi dưỡng, có 62,7% học viên đạt loại giỏi và xuất sắc, 31,3% đạt loại khá. Việc tham gia lớp bồi dưỡng sẽ góp phần giúp các học viên học tập, nghiên cứu nâng cao thêm trình độ lý luận chính trị của bản thân, đồng thời hiểu rõ, đúng đắn những quan điểm, mục đích, phương pháp hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 16 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 1 năm 2018 tại xã Suối Bàng. Đồng chí Mùi Anh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì hội nghị. Trong quý 1, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ huyện tới cơ sở tiếp tục tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc trên các lĩnh vực công tác, thực hiện có hiệu quả của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa tố giác tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tiếp nhận và chuyển trao 617 suất quà Tết với tổng trị giá 185 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Bàn giao hai nhà đại đoàn kết cho hai hộ gia đình tại xã Triền Xuân và Lóng Luông. Trao 143 suất quà cho những người có uy tín tiêu biểu năm 2017. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Song Khủa tiếp nhận và bàn giao 13 con bò giống sinh sản từ nguồn quỹ vì người nghèo của Trung ương cho 13 hộ nghèo bị ảnh hưởng do mưa lũ phải di rời đến nơi ở mới. Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ tân binh lên đường nhập ngũ được tổng số tiền gần 100 triệu đồng.
trao 85 suất quà cho 85 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả việc giám sát 10 công trình, dự án đầu tư cộng đồng tại các xã Suối Bàng, Quang Minh, Xuân Nha. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đề nghị trong quý 2 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chương trình hành động của huyện ủy về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng kế hoạch giám sát phản biện xã hội cấp cơ sở, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân huyện Vân Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội thẩm năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác hội thẩm nhân dân huyện năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Mùi Anh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Lý Văn Thủy, huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của đoàn hội thẩm trong năm 2017. Theo đó, đoàn hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện Vân Hồ nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 19 đồng chí. Năm 2017, 100% hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử. Nhiều vị hội thẩm đã tham gia xét xử từ 20 đến 30 vụ án. Nhìn chung, các vị hội thẩm đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động của hội thẩm nhân dân. Quá trình giải quyết vụ án, hội thẩm nhân dân là thành phần của hội đồng xét xử đã đưa ra các phán quyết đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, đúng luật định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, báo cáo cũng nêu ra những khuyết điểm còn tồn tại trong hoạt động của công tác hội thẩm nhân dân để hội nghị cùng thảo luận nhằm tìm ra giải pháp, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội thẩm năm 2018 đạt được kết quả và nâng cao chất lượng hơn. Cũng tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích kết quả đạt được trong công tác hội thẩm nhân dân năm 2017 của đoàn hội thẩm. Đồng thời đề nghị trong công tác năm 2018, đội ngũ hội thẩm nhân dân thường xuyên bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế của hệ thống tòa án và cập nhật các văn bản pháp luật nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa. Phối hợp chặt chẽ với tòa án, không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức phẩm chất, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Ngày 14 tháng 3, tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11. Dự tại điểm cầu huyện Vân Hồ có đồng chí Giáp Văn Khánh, Phó Bí thư huyện đoàn Vân Hồ. Tại hội nghị trực tuyến, các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt đã được trao đổi quán triệt các nội dung chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng đoàn, công tác giáo dục của đoàn và các phong trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022. Các nội dung trao đổi tại hội nghị đã được đi sâu vào phân tích, làm rõ các tồn tại, hạn chế, đồng thời gợi mở những giải pháp trong nhiệm kỳ 2017-2022 một cách cụ thể theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ 12, nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022 đã xác định. Đối với nghị quyết đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022, hội nghị đã quán triệt một số chỉ tiêu trọng tâm, phấn đấu 100% cán bộ đoàn viên và ít nhất 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, đoàn, vận động và xây dựng được ít nhất 100 nhà nhân ái, nhà bán trú, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 30.000 lượt người nghèo, kết nạp được 40.000 đoàn viên, giới thiệu 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018, ngày 16 tháng 3, huyện Đoàn Vân Hồ đã tổ chức khai mạc giải bóng chuyền nam Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện năm 2018. Giải đấu đã thu hút được 14 đội tham gia với trên 150 vận động viên là các đoàn viên thanh niên đến từ các xã và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Việc tổ chức giải đấu sẽ là cơ hội cho các đội có điều kiện cọ sát, thi đấu, tranh tài và học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời, đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở, giúp các đoàn viên thanh niên trong toàn huyện được rèn luyện, nâng cao tinh thần thể dục thể thao theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày sau lễ khai mạc là trận thi đấu giữa hai đội Chi đoàn Công an huyện và Đoàn xã Xuân Nha.
Tại trận thi đấu đầu tiên, hai đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đẹp mắt. Dự kiến giải đấu sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày. Lễ bế mạc giải đấu sẽ được tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 3. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2018, ngày 15 tháng 3, Chi đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ đã tổ chức chương trình thiện nguyện cùng em đến trường tại trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trường Xuân, xã Trường Xuân. Theo đó, Chi đoàn Đài đã trao tặng 35 chăn ấm cùng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trường Xuân. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng của các bạn đoàn viên thanh niên của chi đoàn dành cho các em học sinh tại đây. Đặc biệt nhân dịp này, đoàn viên trong chi đoàn đã tham gia lao động làm vườn rau, bắc giàn đỗ giúp nhà trường để cải thiện bữa ăn hàng ngày cho các em học sinh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của chi đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình hướng về cơ sở, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng nhiệt thành, sức trẻ, tinh thần tương thân tương ái, chung sức vì cuộc sống cộng đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.